Sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc làm sao để chúng ta thay đổi cái hình dạng của cái vật thể của mình khi mình muốn ghép vào một cái vị trí mới, hay đơn giản chúng ta muốn thay đổi vật thể bởi vì nó không vừa ý chúng ta, chúng ta không có cơ hội chụp lại chẳng hạn vậy. Thì video này hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm được cái nhu cầu đó, thay đổi được hình dạng của vật thể ở trong bức hình của chúng ta. Và mình là Phúc từ Uplayphoto.com. Thực sự nha, cái trường hợp để mình làm cái này nó không có quá nhiều, nhưng mà đó thì mình có nói lúc đầu đó, nếu các bạn thường xuyên ghép ảnh và chúng ta cần phải thay đổi cái tư thế hay là cái hình dạng của một cái vật thể gì đó, ví dụ như đây là hình này, khá là khó kiếm được một cái gì đó để mình có thể làm mẫu cho các bạn về cái chức năng Puppet Warp này. Thì hôm nay mình tìm thấy rồi, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó. Thì có thể thấy là đây là trước và đây là sau khi chúng ta sử dụng Puppet Warp. Ok, mình sẽ không nói nhiều về nội dung của bức ảnh này. Tuy nhiên là cái cách chúng ta làm như sau. Ví dụ như là cái Puppet Warp ha. Với cái Puppet Warp nó khá đơn giản là cái trường hợp là nó sẽ cho các bạn những cái điểm để chúng ta thay đổi được cái hình dạng của bức hình. Thì ví dụ như là đây mình muốn lấy cái phần chân này, phần người này chẳng hạn vậy. Mình sẽ lấy mẫu để cho các bạn thấy trước ha. Trước khi chúng ta vào chúng ta chỉnh nó chi tiết. Thì đây mình làm mẫu trước thôi. Đó, ví dụ như ở đây mình có một cái layer là layer người này đi. Và chúng ta muốn thay đổi cái hình dạng thì chúng ta sẽ vào trong phần edit và chúng ta sử dụng là Puppet Warp. Click cái. Thì đấy, có thể thấy nó ra một cái mesh, cái lưới để chúng ta chọn vào những cái khu vực mà chúng ta muốn, gọi là những cái điểm để chúng ta di chuyển. Ví dụ như là ở phần hông, phần tay, phần đùi, phần chân. Rồi, thì ở đây mình muốn thay đổi đúng không? Mình sẽ click ở trong cái điểm đó và mình sẽ thay đổi cái vị trí của nó làm sao cho nó phù hợp. Thì có thể thấy là nó sẽ có hai những cái điểm đó, thì mình sẽ phải tạo ở những cái khu vực khớp để khi mà chúng ta thay đổi thì nó sẽ xoay quanh cái trục, xoay quanh cái khớp sao cho nó phù hợp. Thì có thể thấy là đó, ví dụ như là mình muốn nó thay đổi cái hình dạng như thế này và chúng ta click vào cái enter phía trên này, check ok, thì có thể thấy là nó thay đổi cái hình dáng, thay đổi cái, nó khá là đơn giản, cái trường hợp sử dụng nó đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên ở trong trường hợp thực tế khi chúng ta cần chỉnh thì nó không đơn giản là như vậy, tại vì ở trong hình chúng ta nó sẽ có rất là nhiều thứ và chúng ta cần phải cắt ghép các thứ. Ví dụ như là trong hình này đi, thì mình sẽ đầu tiên làm gì, chúng ta phải đẩy chân xuống đúng không? Tuy nhiên khi chúng ta đưa chân xuống thì những cái khu vực khác, ví dụ như là ở khu vực ghế này chúng ta sẽ phải lấp đi, rồi tùm lum về ánh sáng các thứ nữa, thì ở đây mình sẽ xử lý. Ok, về bức hình này các bạn thể tải ngay dưới phần comment. Mình không biết bạn nữ này là ai, hình này mình lấy trên internet thôi, thì mình thấy được share khá là nhiều cho nên là ok, mình có sử dụng thôi. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái công cụ để tạo vùng chọn, mình sẽ sử dụng là Quick Selection Tool, khá là đơn giản thôi. Thì mình sẽ tạo vùng chọn ở những khu vực, đại khái là mình sẽ phải tách cái vật chủ mà mình muốn thay đổi hình dạng ra để nó không có liên quan tới cái nền. Thì đó, thì mình sẽ phải chọn vùng ở đây. Mình sẽ tắt cái show pixel grid này đi, mình ra cho nó dễ nhìn. Đó, mình sẽ sử dụng Alternet để mình bỏ bớt vùng chọn đi và để nguyên để chúng ta lấy vùng chọn thôi. Rồi, đây là sau khi chúng ta chọn vùng xong. Bởi vì cái chính của mình là mình muốn thay đổi cái phần chân và phần hông, phần đùi trở xuống thôi, cho nên là mình sẽ chỉ chọn những cái vùng chọn này. Sau khi xong các bạn sẽ bấm Ctrl J. Phím J là phím nằm giữa phím H và phím K đó, mình không biết phải nói câu này bao nhiêu lần. Phím H và phím K, phím J nằm giữa, thì chúng ta chọn là Ctrl J, hoặc là trên máy tính Mac của mình là Command J, thì nó sẽ nhân đôi các bạn lên một cái layer như thế này ha. Đơn giản là vậy thôi. Sau khi xong thì chúng ta sẽ sử dụng Puppet Warp ở đây. Mình ở layer 1 và phần chân đó, mình sẽ tạo Puppet Warp này. Mình sẽ bật lên ha. Và đây mình sẽ tạo một số cái khớp ở khu vực chân, hông, váy, và mình cần phải cố định ở trên này, cho nên là mình sẽ chọn đại vài cái. Rồi sau khi xong mình sẽ đưa phần chân này xuống dưới. Các bạn có thể thấy là nó sẽ hơi dịu chút xíu, nhưng mà vì chúng ta chưa có chỉnh cái phần đùi thôi, cho nên là các bạn cứ thoải mái chỉnh làm sao cho nó thẳng thớm và nhìn nó thật nhất có thể là ok rồi. Ví dụ như là đây mình cảm thấy như vậy có vẻ là ổn, như vậy cho nó cái phần chân nó thẳng xuống là được rồi. Đó, mình sẽ check. Thì đây các bạn có thể thấy là chân của chúng ta đã nó chưa ok lắm, thì mình sẽ làm lại phát nữa đi. Đâu rồi, edit nè, chọn Puppet Warp. Puppet Warp đó, ra cái mesh thì mình sẽ mình click đại vài phát, đây mình cố định ở phần này. Phần này thì
mình sẽ chân mình sẽ đưa xuống phía dưới, đó, phía dưới đây. Phần đùi mình sẽ đưa xuống dưới nhẹ nhàng, à, có lẽ là nó sẽ phải vào trong một chút xíu. Rồi, như vậy nhìn cũng tương đối thật rồi đúng không anh em? Thật chưa? Ơi thực tế cái đây đây mình các bạn nhìn thấy cái hình dáng này nè, thì mình cảm thấy như hồi nãy là khá ổn rồi, cho nên là ok, mình sẽ để như vậy luôn nha. Rồi thì các bạn có thể thấy là phần chân của chúng ta khi tạo nhân đôi lên thì chúng ta đã có cái phù hợp này rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải xóa cái phần cũ đi ha. Xóa này thì các bạn sẽ chọn cái background chúng ta nhân đôi lên, cũng là phím chọn Ctrl J. Thì ở đây mình sẽ tạm thời tắt cái chân mà mình sẽ lắp đi này, và mình sẽ ghép cái, mình sẽ sử dụng cái clone stamp tool để mà mình lắp đầy cái chỗ trống này. Về cái cách để chúng ta chọn và chúng ta sử dụng clone stamp tool thì các bạn coi cái video mà cái cách xóa vật thể nâng cao ở trên channel của mình, các bạn sẽ biết ha. Cho nên ở đây mình sẽ tăng tốc một chút xíu. Ok, thì đây là mình đã sử dụng clone stamp để mình đó, mình xóa mất cái chân này đi. Thì đây các bạn sẽ thấy đây là trước và sau. Thì đây khi mình bật cái layer cái chân mới này lên thì các bạn sẽ thấy là nó lấp đầy đi. Rồi, ok, tiếp theo là phần váy này. Các bạn sẽ thấy là khi chúng ta hạ cái váy này xuống á, thì cái phần cái ghế bên cạnh này nó sẽ phải che bớt đi ha. Cho nên là mình sẽ sử dụng, mình tạm thời tắt đi, mình sử dụng cũng sử dụng cái quick selection tool để mà mình chọn vùng của cái ghế ở đây. Sau đó mình bật lên thì ở đây mình sẽ đè phím alternate nè, đè phím alternate alt đó, hoặc là phím option ở trên mac thì chúng ta sẽ click vào cái add layer mask ở phía dưới này, click cái thì nó sẽ che bớt đi, và có thể thấy là cái váy nó bị khuất xuống phía dưới ấy, thì nó sẽ khá là ok. Thì đây tiếp theo nữa ở đây nữa thì chúng ta sẽ cần phải làm về ánh sáng một chút xíu, bởi vì khi mà cái chân nó khuất xuống dưới như vậy á, thì chúng ta sẽ cái chân thì nó sẽ phải tối đi đúng không. Thì đây mình sẽ sử dụng cái công cụ là click vào cái đây này, adjust my layer, và mình sẽ chọn là brightness contrast cũng được chẳng hạn vậy. Các bạn có thể xài bất kỳ một cái công cụ nào mà các bạn cảm thấy ok. Thì đây sau khi xong thì mình sẽ sử dụng, các bạn có thể thấy là khi chúng ta bật lên này đó, mình kéo giảm xuống, sau đó mình sẽ giữ phím alternate luôn và mình click, hoặc là chúng ta bấm chuột phải và chọn là create clipping mask thì tự động nó sẽ áp xuống phía dưới phần chân này đó, thì các bạn có thể thấy là nó sẽ ổn hơn đúng không. Thì đây phần Blending Mode thì mình sẽ chuyển nó sang là Luminosity đó, để nó chỉ ảnh hưởng tới phần ánh sáng thôi, và nó không làm cho cái màu của mình nó kỳ hơn. Thì sau khi xong thì các bạn có thể thấy là nó sẽ áp lên phần người của chúng ta, cho nên là ở phần này cái layer mask của cái này các bạn sẽ bấm Ctrl Y ngắn hoặc là Command Y ngắn ở trên Mac, và sau đó mình sử dụng cái brush màu đen với hardness 0%. Mình sẽ đảo lên để có màu đen, và mình sẽ brush màu trắng chứ, để mình click vào những cái khu vực mà mình muốn cho nó tối. Đó, thì ví dụ như là khu vực này mình muốn tối này, thì mình sẽ click vào cái phần chân, phần váy ở phía trong này, đó, thì nó sẽ tối dần. Và mình có thể bấm Ctrl Shift N để chúng ta tạo một cái layer mới. Các bạn vào trong layer này, chọn là New Layer. Đó thì nó sẽ có một cái layer mới. Thì ở layer này mình sẽ sử dụng cái brush màu đen, và mình sẽ click nhẹ vào khu vực chân váy này, khu vực chân đó, tại vì khu này nó tối. Rồi mình cũng sẽ giữ phía alternate, click vô hoặc là click chuột phải và chọn là create clipping mask. Thì đây các bạn sẽ giảm opacity đi chút xíu để cho nó hợp hơn. Thì đây mình sẽ chọn coi là có cái blending mode nào nó phù hợp với cái việc mà mình làm này hay không. Thử multiply với fill xem. Đó, thì mình có thể để khoảng 5% tại vì mình đã giảm ở dưới rồi. Sau khi xong rồi mình sẽ tạo cái độ bóng, thì chúng ta cũng sẽ Command Shift N, chúng ta tạo một cái layer mới, sau đó mình sẽ đưa nó xuống dưới cái phần chân này, xuống dưới phần chân, và mình sẽ dùng cái brush
Rồi, cái brush màu đen. Và mình sẽ click. Đó, thì chúng ta sẽ tạo cái độ bóng cho cái khu vực này. Thì đây mình sẽ cũng sẽ quay trở lại, mình sẽ lấy cái khu vực này để mình xóa bớt cái phần mà mình vừa mới tạo thừa. Đó, mình xóa bớt đi. Oh, nhầm rồi. Ctrl Shift Y đảo lại, mình sẽ xóa bớt cái phần mà nó cắt vào đây đi. Đó, thì đây là sau khi chúng ta làm xong ha. Thì các bạn thể thấy là chúng ta cái công cụ này giúp chúng ta khá là nhiều cho cái vấn đề là chúng ta thay đổi cái vị trí của cái vật thể và thay đổi cái hình dạng của cái vật thể chúng ta muốn. Đó, thì đơn giản là như vậy thôi. Thì thông qua cái video này mình hy vọng là các bạn chúng ta đi xem phim thì cũng đừng có gác chân lên chân phía trước, nó hơi kỳ. Cho nên là cũng là một cái dịp, cũng là một cái cũng là coi như có duyên đi, để mình có cớ để mình làm được cái video về cái Puppet Warp này. Thực tế là mình chẳng có kiếm được cái ví dụ nào để làm cho các bạn cả, hôm nay mình có thôi. Nếu như lần đầu các bạn đến với kênh của mình, đừng quên nhấn nút like, subscribe, nút đăng ký ở phía dưới đó, để giúp mình đạt được 100.000 sub nha. Và chia sẻ cho bạn bè cũng như là comment ở phía dưới cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm vào vấn đề gì nha. Bye bye, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com.